Nếu một ngày toàn bộ băng ở Nam Cực biến mất, bản đồ thế giới mà bạn từng biết sẽ không còn tồn tại. Những đường bờ biển quen thuộc sẽ bị xóa sổ, những thành phố ven biển sầm uất biến thành quá khứ. Thay vào đó, một đại dương mênh mông sẽ nuốt trọn tất cả. Chỉ cần băng ở Nam Cực tan hoàn toàn, mực nước biển sẽ dâng thêm 58 mét, đủ để biến New York, London, Thượng Hải, Mumbai hay Sydney thành những thành phố dưới đáy biển. Ở Đông Nam Á, đồng bằng sông Cửu Long, Bangkok hay Manila sẽ biến mất khỏi bản đồ. Và hơn 1 tỷ con người sẽ buộc phải rời bỏ nhà cửa, tạo nên làn sóng di cư lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Chào mừng bạn đến với Tò Mò Chưa, nơi chúng ta cùng nhau giải mã những kịch bản nghe như viễn tưởng nhưng lại dựa trên sự thật khoa học. Nếu đây là lần đầu bạn đến, đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện có thể thay đổi cách bạn nhìn thế giới. Nam Cực là lục địa lạnh giá rộng gần 14 triệu km vuông, gấp đôi diện tích Úc. Trên đó, một lớp băng dày trung bình hơn 2 km bao phủ gần như toàn bộ lục địa, chứa đến 60% lượng nước ngọt của trái đất. Nhưng Nam Cực không chỉ là kho chứa nước, hãy tưởng tượng nó như một chiếc gương khổng lồ. Bề mặt băng trắng xóa phản chiếu hơn 80% ánh sáng mặt trời trở lại không gian. Chính lớp gương này giúp hành tinh không bị nóng quá nhanh. Nếu lớp băng ấy biến mất, đại dương tối sẫm sẽ thay thế, hấp thụ nhiệt nhiều hơn, trái đất sẽ nóng lên nhanh chóng, kích hoạt một hiệu ứng phản hồi dây chuyền. Một khi quá trình này bắt đầu, nó sẽ tăng tốc và gần như không thể dừng lại. Bên dưới lớp băng cổ xưa ấy là những quả bom khí hậu đang ngủ yên, những túi khí metan và CO2 khổng lồ bị kẹt trong băng và trầm tích. Nếu chúng thoát ra cùng lúc với sự tan chảy, nhiệt độ toàn cầu có thể tăng thêm vài độ chỉ trong thời gian ngắn. Bạn có thể nghĩ, chỉ vài độ thì có gì ghê gớm? Nhưng vài độ ấy đủ để thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái trái đất. Để so sánh, trong kỳ băng hà cuối cùng, trái đất chỉ lạnh hơn hiện tại khoảng 4 đến 5 độ C, nhưng gần như toàn bộ Bắc Bán Cầu chìm dưới băng giá. Vậy nếu nóng hơn vài độ, hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào? Giờ hãy hình dung bản đồ thế giới này. New York, Miami, Los Angeles ở Mỹ sẽ chìm dưới làn nước. London, Amsterdam, Venice ở châu Âu sẽ biến mất. Thượng Hải, Bắc Kinh, Tokyo, Mumbai, Bangkok, Manila, những siêu đô thị châu Á với hàng trăm triệu dân sẽ không còn. Ở Việt Nam, toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long và phần lớn đồng bằng sông Hồng sẽ nằm dưới mặt nước. Hơn 1,4 tỷ người sẽ mất nhà cửa. Đây không chỉ là một thảm họa môi trường, mà còn là một cơn địa chấn xã hội chính trị chưa từng có. Hãy tưởng tượng hàng tỷ người buộc phải di cư, tranh giành đất đai còn lại, xung đột và chiến tranh gần như không thể tránh khỏi. Nước ngọt từ băng tan sẽ làm giảm độ mặn của đại dương, phá vỡ các dòng hải lưu quan trọng như Gulf Stream. Đây là hệ tuần hoàn của đại dương, vận chuyển nhiệt khắp hành tinh. Nếu nó ngừng lại, Bắc Âu có thể rơi vào mùa đông khắc nghiệt chưa từng có, trong khi châu Phi và Nam Mỹ trở nên khô hạn. Nhiệt độ không phân bố đều sẽ làm mất cân bằng khí hậu toàn cầu. Khi đó, rạn san hô chết trắng hàng loạt, ngư trường sụp đổ, hàng trăm triệu người mất nguồn thực phẩm chính, chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu rối loạn, đẩy hàng tỷ người vào nguy cơ đói nghèo. Lịch sử từng chứng kiến điều này. Điều thú vị là trái đất đã từng trải qua những kịch bản tương tự. Trong thời kỳ Permian, cách đây khoảng 125.000 năm, nhiệt độ trung bình chỉ cao hơn hiện nay khoảng 1 đến 2 độ C, nhưng mực nước biển lại cao hơn tới 6 đến 9 mét. Đó là minh chứng rằng chỉ một thay đổi nhỏ trong khí hậu cũng đủ tạo nên sự khác biệt khổng lồ. Thậm chí, các bằng chứng địa chất còn cho thấy, trong quá khứ xa xôi, khi lượng khí nhà kính tăng mạnh, băng ở hai cực đã từng biến mất hoàn toàn, biến trái đất thành một hành tinh không có băng. Nghe có vẻ xa vời. Có thể, một số nhà khoa học dự đoán cần hàng nghìn năm để băng Nam Cực tan hoàn toàn. Nhưng tốc độ tan băng hiện tại đã gấp 3 lần so với chỉ 30 năm trước. Nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 3 độ C, phần lớn băng có thể biến mất chỉ trong vài trăm năm. Trong lịch sử hành tinh, vài trăm năm chỉ là một cái chớp mắt. Và với tốc độ con người đang đốt nhiên liệu hóa thạch, điều này hoàn toàn có thể xảy đến trong tầm mắt của hậu duệ chúng ta.
Một khi biển dâng, đất liền sẽ trở thành tài sản quý giá nhất. Những thành phố nổi vốn chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng có thể trở thành hiện thực. Nhân loại sẽ bước sang kỷ nguyên đại dương. Nhà cửa, nông trại, thậm chí cả quốc gia có thể nằm trên mặt nước. Các vùng đất cao nguyên khô cằn trở thành trung tâm dân cư mới. Việc quản lý nước ngọt và lương thực sẽ quan trọng hơn cả dầu mỏ. Câu hỏi không còn là liệu băng có tan không, mà là khi nào nó sẽ tan và chúng ta sẽ thích nghi ra sao trước khi đại dương nuốt trọn thế giới. Khi đó, lịch sử nhân loại sẽ sang trang, từ kỷ nguyên đất liền sang kỷ nguyên đại dương. Và có lẽ, chính thế hệ chúng ta sẽ là những người đầu tiên chứng kiến sự mở màn của chương mới ấy. Đây là Tò Mò Chưa? Nếu bạn muốn tiếp tục cùng tôi giải mã những kịch bản tưởng như bất khả thi nhưng lại hoàn toàn có thể xảy ra, đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện có thể thay đổi cách bạn nhìn thế giới.